Xin chào mọi người. Hôm nay là em lại lên sóng cho một người đàn thật kinh, nó gọi là siêu dữ luôn. Ông nội là cây đen vô địch Ipo 3 bỉ, còn bà nội thì là Gucci vô địch kinh 2 của các mọi người nhé. Bố nó là con Lucky nhập bầu bỉ. Đến bên em thì mọi người với một khỏi như bọn thần kinh, căng kinh khủng luôn. À, đàn này thì sẽ có chương trình cho mọi người. Ai mà vào trong quay này đứng được 3 phút thì giảm 2 triệu luôn. Chơi lớn. Thầy mọi người xem thần kinh của nó ấy. Trộm mà vào nhà nào gặp đàn này thì thôi, đúng chỉ là có nước xin thua thôi. Đánh này. Chỉ có sang em. Đánh đu luôn. Sở hữu được những cái bộ thần kinh như này đúng không? Thôi vào đây đợi mày. Anh chị nào muốn tham gia thử thách thì đến ngay trại em nhé, 268 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội. Chỉ 3 phút thôi thì sẽ có ngay 2 triệu. Thần kinh sợ luôn. Cái này trộm chó là không cần phải súng điện rồi. Đây bên này thì là cả đu đông, cả vàng sạch đỏ đen mọi người nhé. Nếu mà mọi người quay lại là nếu mà mọi người so chó bên em ấy ở những cái bên mà 2 triệu hoặc 3 triệu ấy thì ví dụ như là mọi người mua đỏ đen nhá, thì mọi người cứ thử bảo người ta test những cái test thần kinh như bọn em xem người nó cắn kinh như thế không. Thứ hai là nếu mà chơi đu đông ấy thì cứ mang ra xem mà nó có to như con đu đông của em không, đúng không? Đấy. Còn em nói rất là trong cái cuộc chơi mình chơi ấy, con chó là ở mình rất là lâu, nên ra là một vài triệu nếu mình không có thì mình không chơi luôn. Còn mình đã chơi là mình phải chơi, những con chó nó phải ra gì bên em bán là rất là hợp lý rồi chứ không phải là đắt. Đấy. Vì những cái đàn này là bố nó nhảy giá rất là cao, tầm 8-10 triệu cơ. Cãi nhau với chó luôn. Mọi người so Mexico hoặc là so cân nặng với chó trẻ em thì mọi người phải so cả tháng tuổi nữa mọi người nhé. Có anh chị bảo em nhé, con chó xem con bố nó bao nhiêu cân. Ba con em cầm em khẳng định là ba con Mexico to nhất Việt Nam được. Nếu mà nói về chó nhập, còn nhiều con Mexico khác thì không to bằng ba con em. Có như anh bảo em là anh hỏi chó 2 tháng ở chỗ khác nó đã mười mấy cân rồi. Thì em thử anh chị là con chó nó đẻ ra nó mới bằng cái cổ tay thôi, thì 2 tháng nó có được mười mấy cân không? Anh chị xem chó 2 tháng mười mấy cân, anh chị phải xem răng nhá, xem là nó đã thay răng chưa mọi người nhá. Chứ còn nói cân nặng của chó Malinois này thì 2 tháng cân nặng trung bình nó chỉ tầm cao thì nó phải tầm 7-8 cân thôi. Nó vô kể lắm. Xin chào mọi người. Anh chị yêu thích dòng chó này nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé.